thường quá. Có cá rác hơi nhiều. Để bán giày dép 199 bạc. 200. Nếu mà đi thì đi đôi này sẽ chịu. Đi làm chốt rồi. Đi đi. Để 3 ngày bông. Lấy cái này được. À, có phải lớn không ta? Hỏi. Ở đây là đằng sau nha các bạn. Nhìn cũng giống như thôn quê vậy đó. Bên hướng cửa nhà hồi giờ có một đống rác. Mình sẽ vào trong nha các bạn. Mình sẽ để lại địa chỉ dưới màn hình nha các bạn. Để vào được bên trong mình phải mua vé là 200 bạc, tương đương với 140.000 tiền Việt nha các bạn. Vì đây là chợ dành cho những du khách du lịch, cho nên mình nghĩ người dân địa phương họ sẽ không đến khu chợ này đâu, vì phải tốn vé nha các bạn. Khu chợ này được đưa vào hoạt động năm 2008, có với diện tích 100.000 mét vuông và có tên gọi đầy đủ là chợ nổi bốn miền. Có cái mọc nữa nha các bạn, hình con thỏ nó mới chịu. Đẹp quá. Đây có những người lính Thái nè, có người phụ nữ nữa. Thái Lan làm du lịch rất là bài bản luôn. Bảo tháp Xá Lợi. Bảo tháp xanh lại nha các bạn. Có con kỳ lưng nữa. Chợ nổi bốn miền Pattaya được quy hoạch và chia thành bốn khu vực riêng biệt, tượng trưng cho bốn miền của Thái Lan bao gồm Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi khu vực lại bán những vật dụng hàng hóa sản vật đặc trưng của từng vùng miền. À, đây là mặt diện của chợ nổi bốn mùa Pattaya nha các bạn. Giờ mình sẽ đi vào trong. Xem có đồ ăn gì không. Trước khi vào bên trong, chúng ta sẽ thấy được một số người chuyển giới sẽ chụp hình với du khách nha các bạn. Khi chụp hình xong, các bạn có thể tùy hỷ cho họ bao nhiêu thì cho nha các bạn. Họ sẽ không đòi hỏi các bạn đâu. À, nổi không? Với địa thế sông ngòi dày đặc, từ lâu văn hóa chợ nổi đã là một nét đặc trưng của riêng các nước châu Á. Ngày nay do sự phát triển của thương mại và hàng hóa, hình thức này hầu như chỉ còn tồn tại ở các tỉnh lỵ, địa phương. Thành phố Pattaya lại có cách riêng của mình để giữ gìn truyền thống này. Chợ nổi Pattaya lọt vào top những chợ trên sông nổi tiếng nhất Thái Lan. Cả nền ẩm thực ngọt ngào và đa dạng của Thái Lan tại bốn miền được gói gọn vào trong khu vực chợ. Vì thế không hề ngạc nhiên khi các bạn bị quyến rũ từ món chính đến ngất ngây với món vặt của chợ.
giờ các bạn hãy cùng mình đi tham quan chợ nha các bạn. Đây là có một cái bắc rau nè các bạn, mình có thể đến đây chụp hình nè các bạn. Xoài là món đặc sản của Thái Lan, mình sẽ review sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tham quan chợ trước. Chợ rất là đông luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong nữa. Khu chợ có đến hơn 114 cửa hàng và quầy bán hàng trên mặt nước. Ngoài các quầy bán thức ăn và cửa hàng, chợ cũng có thêm địa điểm vui chơi giải trí. Là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Thái Lan hiện nay, chợ nổi bốn miền Pattaya mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm khó quên vì những nét độc đáo khác biệt. Yeah.
bạn có thể chọn một trong hai cách di chuyển là đi bộ hoặc đi thuyền. Nếu là đi bộ, các bạn có thể đi dọc hai bên bờ để khám phá các khu ẩm thực và lưu niệm. Nếu đi tham quan bằng thuyền thì các bạn có thể dạo toàn cảnh chợ, ghé vào các gian hàng mà bạn muốn mua sắm hay ăn uống. Đây có những chiếc ghe nè các bạn. Đây đó, có những chiếc ghe đó, các bạn có thể đăng ký lên cho ghe để chở các bạn đi vòng vòng nha. Đây là chuối, chuối nướng, ngâm cá kìa, ngâm massage cá. Chợ được thiết kế theo hình bát quái nên các bạn phải đi theo chỉ dẫn dưới sàn nhà nếu không muốn bị lạc đường. Mũi tên màu đỏ là hướng đi vào, còn mũi tên màu xanh là lối đi ra nha các bạn. Các bạn nhớ nha, nó nằm dưới chân mình đó. Đây là massage chân. Kem dừa đi. Kem dừa Thái. Kem dừa không? Ha, mấy chai? Kem à? Kem dừa. Kem dừa. Dễ chí. Yes, yes. Phải 100 bạc đi. Nhiều. 50. Thế xấu nè. Đây là dừa Thái chính hiệu luôn nha, cũng ngon đó, ngon không? Còn đây là sầu riêng này các bạn. Xem sầu riêng Thái Lan với sầu riêng Việt Nam có gì khác biệt nha nha. Hai muối gì là 240 bạc. What? Có hơi mắc ở nhà các bạn, nhưng mà ok, mình đang thử cho biết. Ăn thử cho biết sầu riêng Thái Lan với Việt Nam có gì khác biệt. Hôm trước mình đã đi qua Malai rồi, mà mình đã ăn qua sầu riêng của Malai. Sầu riêng Malai rất là ngon nha các bạn. Vì đó thì mình chưa có làm YouTube. Thái Lan rất là ngọt nha các bạn. Nó ăn nó không có hậu đắng như là sầu riêng của Việt Nam mình,
mà tính ra giá hơi cao, nhưng mà nói chung nó ngon được rồi. Chủ cần đồ ăn ngon mát chút xíu thì không đến nổi đâu nha các bạn. Mặt hàng bày bán đa dạng, từ đồ ăn nhanh, các loại trái cây đến quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, trang sức, dầu massage, vải vóc, v.v. v.v. Ẩm thực rất phong phú, nếu đến chợ nổi bốn miền Pattaya mà không thưởng thức ẩm thực thì quả là thiếu sót. Bên trong đây thì người ta chưa có bán, những nhà hàng này chưa có mở cửa. Sáng người ta đã hoạt động rồi, cho nên nhà nước Thái Lan cho xây lên một cái hồ rộng thiệt rộng và sau đó cắt lên những cái ngôi nhà sàn này nè để mà làm chợ nổi cho để thu hút du khách du lịch đó nha các bạn. Chứ thực ra đây không phải là chợ nổi chính, đây chỉ là chợ nổi phụ để dành cho du khách ra du lịch thôi. Mình sẽ đi dạo một chợ. Đây có bán những gì? Đây có bán quần áo, đồ ăn uống cũng khá nhiều. Đồ ăn ở đây nói chung là cũng khá cao nha các bạn, không có rẻ đâu. Kiến trúc chợ khá độc đáo, những mái nhà nhỏ được làm hoàn toàn từ gỗ dưới dạng hình những viên ngói, được chăm chút về chi tiết. Từng đường nét đều rất kỹ càng, họa tiết được chạm khắc tinh xảo. Có cá rác hơi nhiều.
triển lãm gói nha các bạn. Đây là khu triển lãm về gói ngủ. Khi các bạn đi tự túc thì các bạn sẽ không đến được đây nha các bạn. Cho nên mình phải nhập đoàn với cái đoàn chim tu á, mình mới đi đến được bên đây thôi. Và còn những điểm tham quan khác nữa cũng vậy, đi tự túc không thể tham quan được những điểm đó, chỉ có thể là nhập đoàn với tour thì mình mới được đăng ký. Thì tại vì khi mình nhập đoàn thì tên của mình sẽ được du lịch của Thái Lan chấp nhận mình là du khách, cho nên họ sẽ cho mình đi vào tham quan những nơi này. Thì những nơi này là của quốc gia nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong xem nha. Rồi các bạn đi chân mình, theo chân mình nha các bạn. Đây có rất nhiều người đang đợi. Họ đây, mọi người, tất cả mọi người ở đây đều là du khách đi tour hết nha các bạn. Đó là có hai bức hình của vua Thái Lan và hoàng hậu Thái Lan. Rồi mình vào trong. Từ Thái Lan qua Việt Nam luôn, và một cái niệm gì trung bình giá hai mấy triệu tới 30 triệu, tùy theo cái độ dày của niệm, và có thể mua bán gói riêng lẻ nữa các bạn. Thì bây giờ nãy mình không có cho phép, họ không có cho phép mình quay lúc mà họ thuyết trình sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ quay cái chỗ trưng bày này cho các bạn cùng xem nha, để các bạn biết rằng bên đây cũng có rất nhiều thứ đặc sắc. Nhưng mà thực sự cái nơi này thì các bạn sẽ, những bạn nào mà đi tự túc thì sẽ không vào đây được nha các bạn, chỉ có tham gia tour thôi thì mới vào đây được. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem xung quanh. Rất là nhiều người, có người họ mệt quá họ nằm ngủ luôn.